Hello anh em và chào mừng em quay trở lại với channel của mình. Mình là Thầy Di đây. Và chúng ta hôm nay sẽ tiếp tục với series đó chính là Top 52 mỗi ngày nha. Và nếu view được 500 like, ngày mai chúng ta sẽ có tập mới nhất của Top 52 mỗi ngày, nơi giới thiệu những cái game mới nhất ở trên Android cũng như iOS để anh em có thể tải và chơi. Hôm nay thì mình giới thiệu cho anh em một tựa game mang tên là Cast Alchemist. Tựa game này mới ra thôi và mình thấy nó cũng khá là hay. Cho anh em xem nó chơi như thế nào nha. Thì mình sẽ để link tải game này ở phía dưới phần mô tả để anh em có thể là tải về và chơi. Cái này thì không cần phải đăng ký tài khoản gì đâu, chỉ cần ấn vào cái phần trên như mình thôi là sẽ vào thôi anh em ạ. Nó sẽ tự động tạo một cái tài khoản cho anh em. Đây là dạng một cái game giống như kiểu là game Soul Knight anh em ạ, nó gần như vậy. Nhưng nó sẽ chơi màn hình dọc thì nó sẽ tiện hơn khi mà anh em ra ngoài đường cầm điện thoại nó dọc chơi này thì nó sẽ tiện hơn. Một tay anh em có thể là chơi được cái game này rồi. Nó không quá khó. Cần gì đâu nhỉ? Đấy, ấn vào là đúng rồi. Hôm nay mình thử rồi anh em ạ. Đây, có cả tiếng Anh luôn anh em. Thì rồi, chúng ta sẽ có thể skip qua cái này trước. Chúng ta cách di chuyển cũng khá là hay. Đầu tiên là chúng ta sẽ di chuyển dùng cái phím này. Đó, di chuyển này mà nó sẽ bắn đi kiểu vượt hầm ngục với anh em. Đó, thấy chưa? Có quái vật này, thấy không? Bắn nó này, nó sẽ tự động bắn hết cho mình. Xôi, né thôi. Chúng ta chỉ việc là né cái combat thôi. Khá là giống cái Soul Knight anh em ạ. Ở đây thì chúng ta như kiểu là cái bàn. Cái này để làm gì ta? Để xem để nâng cấp hay như thế nào đó. Ấn vào đây này, chọn vũ khí này, confirm này. Hình như là chúng ta sẽ có thêm một cái Fireball thì phải. Nó khỏe hơn Start Fusion, như kiểu là kết hợp với nhau ấy. Pick up. Rồi, game khá đồ họa, khá dễ thương. Và chắc là sẽ có nhiều loại mèo chúng ta có thể là lựa chọn được. Rồi, chúng ta sẽ click vào cái bắn cái mũi tên này. Cái này khá hay. Khi mà theo đường một cái đường thẳng thì ta sẽ bắn rất là tốt. Quest Complete rồi, đã hướng dẫn anh em ạ. Đây, tiếp theo đến cái bàn tiếp theo. Và chúng ta sẽ thêm một cái khả năng nữa. Đó chính là Ice Con, có nghĩa là nguyên tố băng giá. Có lẽ là vừa băng vừa lửa. Rồi, pick up, rất tốt. Bây giờ mình sẽ đi. Tiếp theo, đồ họa nó rất là đẹp anh em ạ. Để chúng ta có thể chơi được. Rồi, lên trên nào xem nào. Ui. Chúng ta bắn được cả băng nè. Nhờn. Đang đấu boss anh em ạ. Chúng ta đấu boss. Nhờn. Ui, cái gì. Chỗ này mất máu anh em ạ. Chỗ này mất máu nên mình phải đùi ra ngoài như thế này. Mày nhờn. Ui. Rồi, chúng ta hạ được xong cái con boss hay cái gì đó đây. Cái này có cả phần cốt truyện cơ, khá là hay. Rồi, mình sẽ đi lên trên. Sau khi mình tiêu diệt xong được cái kẻ địch thì chúng ta sẽ đi thẳng lên trên thôi. Cast Alchemist rất là giống, theo như mình thấy rất là giống với Sứ Ensou ở bên Trung Quốc. Họ chơi rất là nhiều, họ có riêng một phiên bản Sứ Ensou riêng cơ. Nói chung là dễ chơi và dễ tìm hiểu. Mình sẽ có một cái gì đây. Chúng ta có thêm đồ anh em. Chúng ta có cả thêm hòm thư này. Mình sẽ collect all luôn. Sẽ được cái gì không? Gold và game ạ. Nghe ok ngon. Game 400 game gì đó. Store này. Đây này, các nhân vật đấy anh em thấy không? Thấy chưa? Thấy giống Squid and Soul không? Y hệt luôn đấy, các nhân vật mà ở cái phòng chờ đây anh em. Y hệt chẳng khác đấy gì. Đây là cái bảng QQ Group là cái gì đây? Không biết được cái gì đâu. Sign up free diamond. Code này, nhập code này. Store cái gì đây? 200 game. Đây là như là giáp trụ thứ gì đó, 50 game này, 200 game cái này ngon hơn này. Box nhân 10, cái này 500 game. Vãi lều, đã thế. Giờ mình muốn chọn nhân vật khác được không ta? Ok. Chứ biết chọn nhân vật nào, đây có mấy nhân vật mèo khác nhau đấy anh em. Mình thích con samurai này. Con này giá là bao nhiêu ta? Hiện tại mình chưa sở hữu nó. Ví dụ con này chẳng hạn này,
300 gram. Kagura này, có thể là ngày để ngày mai mình sẽ sở hữu con mèo đi, nhìn nó đẹp quá anh em. Tinji, con này thì lấy kiểu gì, chứ phải mua trong shop, con này mua trong shop cơ. Có rất là nhiều con mèo khác nhau. Cái này đúng là một cái phiên bản là Super Ansel kiểu dạng mèo mèo cái gì đấy, rồi thì khá hay, dành cho anh em là thích chơi thêm hoặc như thế nào đấy. Start Advent anh em, đó chúng sẽ đi di chuyển từ khu vực 1, có 3 nguyên tố, đó chính là lửa, băng và sấm sét gì đó. Đây, ấn vào đây. Chúng ta có một cái vũ khí Legendary, New Legendary, và nó bắn được 3 mũi tên, 7 đam, cái này sẽ ngon hơn chăng. Chúng ta sẽ có ngọc, ngọc lửa và ngọc băng. Rồi, confirm luôn. Start Fusion luôn. Cho thêm một cái nguyên ngọc băng vào nữa được không? Được anh em ạ, cho thêm 2 ngọc được mà. Đấy, pick up luôn. Yes. Hiện tại tôi đang dùng cái nào? Ok. Mình đang dùng cái nào nhỉ? Đó, đây là mình đang dùng rồi anh em ơi. Cái Ordinary này mình không thích lắm. Cái này đam to hơn, bắn được 3 mũi thì phải. Đó, chưa vũ khí khá ngon anh em ạ. Yes. Yes. Từ từ đã. Kinh vậy. Có cả súng máy ạ. Ui giời. Từ từ quest complete rồi anh em ơi. Thắng rồi. Thắng rồi à? Sợ quá. Game khá là hấp dẫn anh em ạ. Từ từ. Rồi. Sword and Soul phiên bản mới. Sword and Soul 2020 luôn. Ai chà chà, có cả Medusa. Có cả Medusa này. Cẩn thận nó hóa đầu rắn mình thì đúng vỡ mồm. Ok. Nó sẽ dễ chơi hơn Sword and Soul, nó phải ấn. Nhưng mà skill này mình phải nên để nút này thì lúc nó sẽ tiện lợi hơn này. Cái gì sao nó bay tứ tung rồi. Kinh phết nhở, cái băng biết thứ, có hòm không nhở? Nó phải có cái hòm thì mới đúng cái kiểu là phong cách là Sword and Soul. Ồ, đâu này? Chết rồi. Đánh boss à? Hai cái méo gì đấy? Oh my god. Từ. Con boss ạ. Con boss hay sao này anh em? Này thì boss này. Còn 131 máu. Khá đáng sợ ra. Từ thôi. Không có đường đi nữa rồi. Mình lên đây lấy cái hòm này, đúng rồi, chính xác đây là cái hòm này anh em. Nó sẽ không có hòm phụ thôi. Chứ còn hòm chính thì nó vẫn sẽ có nhá. Hòm chính thì vẫn ưu tiên là có rồi, chắc chắn rồi. Nhầm, cái này phải ấn nút, phải để nút anh em. 132, 141 máu. Mình bắn xa thôi. Chúng ta đang khá tốt. Thỉnh thoảng nó sẽ có tỷ lệ bắn ra được cái băng anh em. Khá khỏe. Đó, cái này có lẽ mình sẽ cày và tạo ra một cái series mới anh em ạ. Được rồi đấy. Xôi. Vào đây. Chúng ta sâu nó quá cũ rồi. Để chúng ta thử nghiên cứu cái game mới này xem. Thấy nó... Hòm. Hòm gì đây? Wow. Scatter Fireball, Scatter Dark và Lightning. Ok. Như vậy là chúng ta đã clear xong cái khu vực này. Đi thôi nào. Làm sao để tiến hóa lên được cái mấy cái dạng này nhỉ? Tiến hóa kiểu gì ta? Phía dưới là con boss nha anh em. Nên nhớ bên dưới này là con boss đấy. Đây, chúng này chưa đánh này. Từ. 140, 146 như mình lên cấp hay sao nhỉ? Cảm giác mình trâu hơn một xíu sao? Uầy. Hay đấy. Bắn nó. Phải lều, đông thế. Bắn liên hoàn ạ, à, chết. Hay. Và chúng ta đã mở ra cái cửa này. Có hòm không nhỉ? Không có đâu. Cái này nó sẽ khác với Sword and Soul một chút là nó sẽ không có cái hòm ở bên này nhé. Bot. Nhầm hướng rồi. Không khó lắm.
thực ra là cũng không khó lắm. Nó chơi cái gì anh em ạ? Nó chơi cái nước gì ấy. Ok. Giật lùi. Ô, hay thế nhờ. Và chúng ta bot này bot thường, không có gì cả. Vấn đề là có hòm xịn này, vũ khí xịn này. Ordinary active gold 3 mấy. Có cái cánh cổng đi đâu đó. Hay phết. Rồi. Di chuyển anh em ơi, cho di chuyển đến khu vực mới à. Wow. Game này đánh hấp dẫn ghê ta. Mình phải nói game này đánh rất hấp dẫn nha. Chúng ta sẽ có Ordinary Soden Scepter. Kiểu cái lồng đèn ấy, kiểu cái quyền trượng anh em ạ. Và chúng ta thì không cần con này. Dĩ nhiên không cần vũ khí đấy. Nó có rất là nhiều loại vũ khí khác nhau. Mà đây hiện tại mình đang dùng cái vũ khí Legendary. Confirm đây. Chúng ta đang full rồi. Cho có thêm loại mới đấy. Nhưng mà mình nghiên cứu xem mà nên dùng cái gì thì nó sẽ hợp lý hơn. Phải đóng cửa rồi. Đóng hết cả cửa rồi. Đây. Wow. Từ tới bắn nhá. Đáng sợ đấy. Có phải bắn súng à? Kinh thế. Từ á, mình đang cố gắng bắn xong con này đã. Đang tính sau. Đấy, mình thích theo hướng thẳng anh em ạ. Mình hướng cái cung mình đang ở đâu ấy thì nó sẽ bắn theo hướng đấy luôn. Wow. Xong chưa? Chúng ta đã clear xong cái khu vực bên này rồi anh em. Theo bên này đi. Bắn nó nào. Gớm. Cái gì đấy? Skin unlock anh em ạ. Mình có unlock skill mới này. Hay. Hình như đặt bẫy thì phải. Đấy chính xác, đặt bẫy và lừa nó vào đây. Lừa nó vào cái bẫy này. Hay ghê. Bây giờ mình biết được thêm kỹ năng mới. Sao bên này cái. Đó, dính bẫy chưa cưng. Dính bẫy chưa. Hay phết, bắn cung thì ra chính là khỏe này. Tại vì không cần phải vào gần anh em. Đỡ mất máu. Mình không biết hề thích vào gần một chút nào luôn. Chính ra lựa con này lên cũng khỏe này. Chỉ không biết tội là hơi yếu máu thôi. Không vấn đề gì cả. Lấy cái hòm anh em. Sao mình lấy hòm đã. Né ra. Có mấy con đó. Ui dồi ôi. Ok. Đang né ra. Vào đấy. Trâu quá anh em. Nó cũng trâu quá. Đấy, đã xong. Cho lấy đồ đã. Tính sao tôi có cái gì đây? Fireball thì rất là nhiều. Tôi có rất là nhiều Fireball. Sao đánh boss cái. Đây là boss nhẹ. Sao kia là boss mạnh hơn. Fireball là của mình đấy anh em ạ. Cái Fireball lúc nãy bắn là của mình đấy. Bây giờ mình để ý đó cái của mình nhá. Làn sợ vãi lều. Đẩy lùi luôn. Thằng đấm bốc anh em nó đấm cho thì đúng là tung mồm á. Hay. Chưa xong đâu. Wow. Đông thật sự luôn ạ. Được chưa? Xong rồi đấy. Hết boss bủng rồi đấy. Xuống dưới này anh em. Ok. Boss này. Medusa anh em ạ. Medusa khổng lồ luôn. Nó cho cái gì đó. Nó cũng chẳng vào đâu mà. Đây. Ui, nó phá cả bẫy luôn. Hay ghê. Game này à, đáng để khám phá. Wow, có nỏ anh em ngon. Và giờ thì chúng ta sẽ kết thúc anh nhé. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong tập kế tiếp nha. Bye bye.